bây giờ thì ca khúc Ném Vui Đá Rơi Rừng con xin trân trọng mời Ôn cũng như là thầy Thích Pháp Giới lên trên sân khấu để chụp những cảnh lưu niệm cuối cùng dành tặng cho thầy. Con mời Ôn lên đây. Xin mời các quý Phật tử, nhất là ban hậu cần, chúng ta cùng lên đây để chụp lưu ảnh bức điện cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Mời ban nhà của chị Hà và cháu cùng lên sân khấu. Mời tất cả các chị ở dưới kia, vâng ạ. Mời tất cả các quý vị Phật tử còn lại trong chương trình hôm nay cùng lên trên sân khấu để chụp những ảnh kỷ niệm cuối cùng. Và cũng như là một lời cảm ơn sâu sắc từ chùa Phúc Duyên đến các quý vị Phật tử đã tận công, nhiệt tình để giúp đỡ cho chương trình của chùa được thành công như mong đợi. Và rất là mong muốn tất cả các chương trình lần sau của chùa Phúc Duyên luôn luôn được đón nhận tình cảm và sự ủng hộ quý báu. Và ngày hôm nay thì thầy Thích Thiền Giới xin cảm ơn rất là quý báu đến Phật tử Đỗ Anh Đức. Ngày hôm nay đã rất vất vả để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong chương trình Vu Lan năm nay. Cảm ơn Đức Đỗ Anh. Xin mời tất cả các chị Phật tử của này, xin mời chị ạ. Mọi người Phật tử chụp ảnh nhưng mà mình phải quay nên mình không ra mình chụp được. Chị mang em đây đi. Xin mời ai đằng sau ở đây ạ? Em quay ở đằng sau. Xin mời đằng sau, xin mời anh ạ. Người này còn gọi là bé. Chụp đi xong anh chạy ra anh chụp. Ra chụp, mọi người đứng yên lại để cho Đức vào chụp cùng. Và ngày hôm nay thì để thành công những các chương trình văn nghệ như thế thì cũng là một sự đóng góp rất lớn của ban nhạc Thanh Hoàng Bính, chị Hoàng Hà. Chúng ta không? Xin cảm ơn tất cả các quý thầy cũng như